Sáng 15 tháng 11, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đợt ra quân này kéo dài từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Trong thời gian này, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm. Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh, đây là đợt cao điểm có ý nghĩa chính trị quan trọng. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết Quý Mão năm 2023, bảo vệ an toàn hội nghị quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 20. Tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm thường gia tăng, diễn biến phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán như trộm cắp tài sản, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ gây án, tội phạm cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo, tội phạm vi phạm pháp luật về cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, tội phạm do sử dụng rượu bia và các hành vi sản xuất buôn bán hàng giả, buôn lậu, vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Sau lễ phát động, các lực lượng công an tỉnh Đắk Nông đã diễu hành, thị uy tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.